Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh đậu xanh nha. Ngon cực kỳ luôn. Nhanh và mềm xốp, hấp dẫn hơn so với bánh bò luôn á. Mình làm dễ dàng hơn bánh bò nè. Mà hương vị thì nó béo, nó thơm và nó bùi từ đậu xanh nữa. Bánh thì có cái độ xốp mềm, béo ngậy nước cốt dừa. Độ ngọt, thanh, thơm. Rất là dễ dàng luôn. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này thưởng thức nha. Mình có chuẩn bị 100g đậu xanh, thì các bạn ngâm nước, mình vo rửa cho sạch, xong rồi cái cho nước vô mình nấu, nấu cho nó cạn. Sau khi mà đậu nó cạn nước á, thì các bạn đậy nắp, mình hông lửa thêm 10 phút nữa. Để có được cái phần đậu nó mềm và nó khô ráo, thì như vậy là được rồi ha, tắt bếp. Đây là phần đậu xanh mình đã nấu chín nha. Thì nấu đậu xanh chuẩn bị trước, rồi mình hỏi chuẩn bị tới bột cho nó nhanh. Mình chuẩn bị 120g đường, mình dùng đường cát vàng nha, một cái trứng gà, chút xíu muối. Men á thì mình dùng men nở khô, men dùng cho bánh mì, các bạn tìm mua trong những quầy bán đường bột là có. 200g bột mì đa dụng hay là bột mì ngang. 200ml nước cốt dừa hoặc là sữa tươi không đường cũng được. Phần đậu xanh á thì mình sẽ cho hết vô trong cối để xay ra. Xay cho đậu này nó nhuyễn mịn thì nó mới ngon nha. Thì để xay cho dễ dàng thì các bạn sẽ cho hết phần nước cốt dừa mình đã chuẩn bị vô. Xay cho nó nhuyễn luôn. Đậu thì mình nấu chín mềm rồi cho nên xay cũng nhanh lắm. Xay nhuyễn xong rồi thì các bạn sẽ lấy ra. Cho hết phần đậu ra luôn nè. Đậu nó mịn á, thì chút cái bánh mình làm lên nó mịn. Cho hết muối vô. Phần đường các bạn cũng cho vô luôn nha. Rồi men á, thì mình sẽ dùng một muỗng cà phê, tương đương là 3g men á. Cho hết vô trong đậu xanh luôn. Rồi mình đập cái quả trứng gà mình cho vô. Trộn đều lên nha. Mình sẽ trộn cho phần đường trứng này nó hòa chung với đậu xanh trước, để cho nó chảy lỏng ra, xong rồi cái mình hở pha bột vô. Làm vậy thì bột của mình nhớ cho vô nó nhanh tan hơn. Thì hỗn hợp này nó sẽ lỏng vậy nè. Rồi các bạn sẽ lấy bột mì cho vô. Thì công thức bánh này mình sẽ dùng bột mì nha, các bạn đừng có dùng bột gạo với bột năng. Vì bánh nó sẽ có cái độ dai, nhưng mà trong cái độ dai nó có cái độ mềm. Thì hòa chung với đậu xanh nó sẽ ngon hơn so với bột gạo. Trộn đều lên. Thì các bạn trộn chút xíu nó sẽ tan ra. Đừng có cho nước nhiều quá, nó dễ bị lõm nha. Trộn chút xíu nữa. Khi hỗn hợp bột của mình nó tan đều, nó hòa chung với đậu xanh, thì mình thấy nó sẽ có cái dạng hơi sệt sệt vậy nè. Cho vào đây thêm một muỗng canh dầu ăn hoặc là bơ đun chảy. Rồi khuấy đều lên. Để cho cái dầu nó vô trong đậu á, thì chút nữa mình hấp lên á, cái bánh của mình nó bóng mướt hơn. Mình trộn đều xong rồi, bây giờ các bạn sẽ đậy kín lại. Thì mình sẽ ủ cho men nó nở ra trong vòng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Sau khi mà mình ủ bột nó đạt rồi á, các bạn sẽ dùng cái khuôn rồi mình thoa dầu ăn chống dính. Đem cái khuôn đi hấp nóng. Quay trở lại thao bột, mình ủ được 1 tiếng đồng hồ, nhiệt độ là 30 độ C á. Nếu như mà chỗ mà của các bạn nó mát á, thì mình ủ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng nha. Đến khi nào mà mình thấy thao bột nó nở gấp đôi và nó xuất hiện nhiều cái bong bóng nhỏ thì nó mới đạt. Khuấy đều lên. Cái khuôn á, thì mình cũng hấp cho nó nóng rồi. Hấp cái khuôn cho nóng trước á, thì các bạn cho bột vô chút nữa bánh nguội nó sẽ tróc ra, nó không có bị dính khuôn. Cho hết phần bột vô. Nếu như mà thích cái bánh của mình nó có độ dày hơn thì các bạn dùng cái khuôn nhỏ hơn. Ở đây thì mình dùng khuôn hơi lớn cho nên bánh nó sẽ mỏng. Đậy nắp lại. Mình sẽ hấp bánh này trong vòng 15 phút với lửa lớn luôn. Sau 15 phút thì tắt bếp nha. Khuôn này nó mỏng á. Nếu như mà khuôn mà nhỏ hơn, bánh dày thì mình gấp nửa tiếng. Bây giờ bánh nó chín rồi. Các bạn cũng có thể dùng cái tăm mình xăm vào giữa khuôn, dở lên thấy bột nó khô hoàn toàn là bánh chín. Lấy ra và mình chờ cho nó nguội. Khuôn bánh mà nó nguội hẳn thì các bạn lấy bánh ra nó mới dễ nha.
Mình sẽ cho lên đây thêm một ít mè nữa, mè trắng nè, rồi mình cho thêm mè đen nữa cho nó thơm và nhìn thấy nó cũng hấp dẫn hơn. Rồi bây giờ mình lấy bánh ra nha, xung quanh nó xốp nè và cảm giác được cái độ mềm của bánh. Qua giống như là ổ bánh bò đường thốt nốt, nhưng mà các bạn ăn vô nó sẽ đặc biệt hơn bánh bò. Mình cắt thì nhớ bọc cây dao để cho cái đường cắt nó được bóng láng hơn, nó không có bị sần sùi, dễ cắt hơn. Cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ. Đây, bánh rất là hấp dẫn ha. Từ trên xuống dưới nó đều bông xốp và mềm. Nó có được cái màu vàng nhạt nhạt của đậu xanh nè. Bên trong thì nó có cái độ xốp và nó có cái độ dẻo dẻo á. Bông mềm. Có thêm men thì bánh nó sẽ nở xốp mềm. Rồi mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bánh đậu xanh, nước cốt dừa theo kiểu mới. Ngon và nhanh hơn rất là nhiều so với các bạn làm bánh bò luôn, mà không có cần dùng đến bột gạo. Bánh làm xong thì nó nhẹ tay nè và có độ xốp mềm thì bánh mới ngon. Còn các bạn làm mà nó hơi bị chai thì nó nặng tay là do các bạn ủ men chưa có tới. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình, chia sẻ các video giúp mình nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.